Trải qua 75 năm lịch sử, đến nay Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã trở thành đơn vị báo chí quốc gia duy nhất phát triển mô hình truyền thông đa phương tiện, bao gồm 4 loại hình báo chí: báo nói, báo hình, báo điện tử, báo in. Một chặng đường mới đòi hỏi một hình ảnh mới, thể hiện được quy mô và tầm vóc hiện đại của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ yêu cầu thực tiễn đó, logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ra đời. Bộ nhận diện VOV mới ra đời phản ánh được khát vọng, tầm nhìn, chiến lược phát triển dài hạn, đem lại một diện mạo hoàn toàn mới, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại và hội nhập quốc tế. Ý tưởng chung của logo là sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống dân tộc và tinh thần hiện đại khác biệt, đồng thời làm mới hoàn toàn logo VOV với tinh thần Việt Nam. Đài là một cái tập đoàn truyền thông đa phương tiện, cho nên là cái logo của Đài bây giờ thì vẫn cơ bản vẫn tiếp thu cả cái mô hình cái chữ VOV trước đây và kể cả cái mô hình vuông là Tiếng Nói Việt Nam viết tắt trước đây. Thì bây giờ thành cái logo mới hiện nay. Logo mới hiện nay ấy, thì có hai cái kim lạc là cái biểu tượng ở trên trống đồng, biểu tượng cho văn hóa Việt Nam, của cái nền văn minh lúa nước ở Việt Nam. Và cái nốt lây giữa ấy, thì tượng trưng cho một cái truyền thông đa phương tiện. Trước đây chỉ là phát sóng, thì bây giờ nó có rất nhiều loại hình truyền thông mà đa nền tảng, đa loại hình. Thì đấy là một cái ý nghĩa của cái logo của Đài. Logo mới chắc chắn là một cái logo rất là hợp lý. Nó vừa dân tộc vừa hiện đại. Nó phù hợp với xu thế phát triển mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Logo và bộ nhận diện thương hiệu mới được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đã lan tỏa một niềm cảm hứng mới, vừa hàm chứa triết lý sâu sắc, vừa giữ nguyên tinh thần của thương hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan truyền thông hàng đầu quốc gia với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của VOV Tiếng Nói Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam và công bố bộ nhận diện mới VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng cho ra mắt nền tảng nội dung số VOV Live. Đây là một bước đi mới trong chiến lược thực hiện đề án xây dựng Đài thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại, vững mạnh, toàn diện. Đồng thời với quá trình làm lan tỏa những nội dung phát thanh có sẵn, VOV Live ra đời mang mục đích ý nghĩa mới, đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hiện đại, đa dạng, đầy đủ hơn nữa của VOV thông qua cách tiếp cận người dùng online mới mẻ hơn cả về công nghệ lẫn nội dung. Bằng việc đưa vào hoạt động hệ thống nội dung số vovlive.vn với đầy đủ các nền tảng tiếp cận trên web, WAP, mobile app và social media, Đài Tiếng Nói Việt Nam kỳ vọng từng bước khẳng định sức mạnh cốt lõi của một đài quốc gia là âm thanh vẫn có sức sống mạnh mẽ trong môi trường kỹ thuật số.